Vâng, thưa bà con, nuôi gà theo phương pháp an toàn sinh học, sử dụng vaccine đúng cách, hạn chế kháng sinh trong quá trình chăn nuôi thì đang là hướng đi của các hộ chăn nuôi gà ở huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang. Và ngay sau đây thì xin mời bà con cùng tới thăm một mô hình chăn nuôi gà của anh Nguyễn Văn Quyết. Anh đã lựa chọn cách là vừa nuôi gà và nói không với cám công nghiệp, thuốc kháng sinh mà lại sử dụng 100% thảo dược. Kết hợp với tiêm vaccine định kỳ cho gà, anh Quyết đã thu được lợi nhuận rất cao từ mô hình nuôi gà sạch này. Mời bà con cùng theo dõi. Anh Nguyễn Văn Quyết ở ấp Bình Hòa, xã Bình Giang, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang đã đầu tư 270m² diện tích chuồng nuôi để nuôi gà theo phương pháp an toàn sinh học. Anh dùng chấu trộn men vi sinh Balassa để khử mùi hôi và phân hủy chất thải của gà. Thức ăn cho gà là cám gạo, các loại rau mà gia đình trồng được, không sử dụng cám công nghiệp trong chăn nuôi. Anh Quyết chỉ cho gà ăn các loại thuốc có nguồn gốc tự nhiên như lá đinh lăng, củ nghệ trộn lẫn với thức ăn mỗi tuần từ 3 đến 5 lần để tăng sức đề kháng cho đàn gà nuôi. Cái việc mà nuôi gà của mình thì mình kết hợp giữa hai cái mô hình, đó là mô hình nuôi gà thả vườn và gà công nghiệp. Mình đã đúc kết được ở hai phương pháp ra và mình sẽ chọn ra cho mình một cái phương pháp là nuôi gà sạch nhốt chuồng. Sau thời gian nuôi khoảng 2 tháng rưỡi, anh Quyết bắt đầu cho xuất chuồng đàn gà với trọng lượng trung bình khoảng 1,8 kg một con. Chi phí cho mỗi con gà khoảng 55-60.000 đồng. Với giá bán hiện nay trung bình khoảng 75.000 đồng một kg, mỗi con gà từ khi bắt đầu nuôi đến lúc xuất chuồng lãi ròng khoảng 75-80.000 đồng. Với đàn gà 1.000 con, sau thời gian từ 2 tháng rưỡi đến 3 tháng, anh Quyết lãi ròng từ 75 triệu đến 80 triệu đồng. Bản thân cũng nhận thấy là cái mô hình này đạt hiệu quả kinh tế cao. Thì qua đó bản thân cùng các bạn đồng viên cũng mong muốn là chính quyền địa phương cũng tạo nhiều cái nguồn vốn để cho thanh niên tiếp cận được nhiều cái mô hình này giống gì. Nhờ áp dụng quy trình nuôi gà sạch theo hướng an toàn sinh học nên chi phí từ bắt đầu nuôi đến lúc xuất chuồng khá thấp. Đây là mô hình độc đáo với nhiều ưu điểm, chi phí đầu tư không cao, thời gian rút ngắn hơn so với nuôi gà thả vườn. Có thể tái đàn nhanh trong năm nên được bà con chú ý trong thời gian tới. Vâng ạ, trong phóng sự vừa rồi thì chúng ta có thấy là anh Quyết sử dụng lá đinh lăng và củ nghệ để trộn lẫn vào thức ăn cho gà. Thì chuyên gia Lê Văn Năm có đánh giá cách làm này như thế nào? Tôi cho rằng là cả hai thứ đó đều rất là tốt, bởi vì chúng ta biết tác dụng của lá đinh lăng rồi. Nó có rất nhiều tác dụng và cũng như vậy là củ nghệ. Và đây là những ta gọi là thảo dược cũng được, bởi vì nó chưa có rất nhiều tác dụng tốt cho sức khỏe. Chúng ta đối với người rồi mà bây giờ đối với gia súc càng tốt, đối với gia cầm là càng hay. Thế thì cái cách nuôi này ấy, thì tôi có mấy ý kiến thế này. Thứ nhất là thông thường những cái lứa gà đầu tiên khoảng 3 lứa thì hiệu quả rất cao, do cái môi trường chăn nuôi nằm rất là sạch sẽ. Và đặc biệt anh cũng nắm rõ kỹ thuật từ chất độ cho đến mật độ đến cái kỹ thuật chăn nuôi, chăm sóc nuôi dưỡng rất là đảm bảo. Và anh không cần dùng đến kháng sinh là đúng. Thế nhưng những lứa sau thì không dùng không được, nói thế thôi. Nếu như chúng ta vẫn tiếp tục duy trì được cái môi trường thế này thì đúng là hạn chế kháng sinh là càng nhiều càng tốt. Nhưng mà cầu trùng chắc chắn nó xuất hiện, bởi vì cầu trùng nó là bệnh đặc thù của chăn nuôi tập trung, không nơi nào tránh được. Rồi ví dụ hen gà cũng là đặc thù của một số cái bệnh hô hấp, nó cũng là đặc thù của chăn nuôi tập trung, trước sau nó sẽ đến. Và không đến thì chúng ta bắt buộc phải dùng kháng sinh kháng khuẩn. Thế không thể nói là không dùng được, chỉ có điều là hạn chế mức tối đa. Và nếu muốn không dùng kháng sinh, không dùng kháng khuẩn, thì môi trường chăn nuôi phải đảm bảo hoàn toàn được như là những cái lứa đầu. Anh làm được như vậy là tôi rất hoan nghênh và cũng nên khuyến khích mọi người cần phải hiểu rõ được cái tác dụng của môi trường, rất quyết định đến cái gà sạch. Vâng ạ, xin được cảm ơn chuyên gia Lê Văn Năm. Vâng, chăn nuôi an toàn sinh học thì có thể hạn chế tối đa các dịch bệnh nguy hiểm như là dịch cúm H5N1 cho gà hay là dịch tả lợn châu Phi. Phương pháp nuôi an toàn sinh học thì đã giúp cho bà con nông dân là tự tin chăn nuôi, hạn chế được dịch bệnh và thu được lợi nhuận cao hơn.